Xin kính chào quý khán giả. Trung Đông những ngày qua thường nhắc tới một khái niệm mới được các quan chức Liên Hợp Quốc đưa ra. Đó là kỷ nguyên nóng lên toàn cầu đã kết thúc. Thay vào đó là thời đại sôi sục toàn cầu. Tại Trung Đông, cái nóng sôi sục có thể cảm nhận hơn bất cứ khu vực nào khác trên thế giới. Vùng đất vốn đã khô cằn, nay càng trở nên thiêu đốt. Ngay những vùng đất có mùa hè tương đối dịu mát so với mặt bằng chung của khu vực như Iran, thì năm nay cũng chạm ngưỡng 50 độ C. Nhưng mối lo ngại hàng đầu hiện nay chính là những cộng đồng người tị nạn tại khu vực này, ước tính lên tới gần 16 triệu người. Cuộc sống thiếu thốn, nhiều nơi không điện nước, cái nóng đang thực sự là mối đe dọa sinh tồn. Tại vùng vịnh, vùng sa mạc xưa nay vốn đã nổi tiếng với nắng nóng thì lại càng nắng nóng hơn. Nhưng biến đổi khí hậu lại cũng đang tàn phá theo cả những cách thức khác. Đó là lũ lụt. Như tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, lũ lụt tại quốc gia sa mạc này đang trở nên ngày một phổ biến hơn. Tháng 7 năm ngoái đã được nước này ghi nhận là tháng ẩm ướt kỷ lục trong vòng 40 năm. Như chính quyền Dubai, giờ đây lại đang phải bỏ ra hàng tỷ đô la Mỹ để khẩn trương xây dựng những công trình thoát nước. Một điều một thời được xem là vô lý ngay giữa sa mạc. Mưa lụt gia tăng nhưng nắng nóng thì không vì thế mà giảm bớt. Theo các nhà nghiên cứu thì tốc độ tăng nhiệt tại Trung Đông trong kỷ nguyên sôi sục toàn cầu sẽ gấp đôi mức trung bình của thế giới. Dự kiến đến cuối thế kỷ này thì nhiệt độ trung bình tại Trung Đông sẽ tăng lên thêm tới 5 độ C. Tháng 7 năm nay đã trở thành tháng nắng nóng kỷ lục mà lịch sử nhân loại từng ghi nhận. Nhưng một số nhà khoa học lại cũng nhấn mạnh rằng thế giới rồi sẽ chóng quên thời khắc này, khi kỷ lục nắng nóng nhiều khả năng sẽ lại sớm bị phá vỡ. Báo Arab News của Ả Rập Xê Út cảnh báo nếu như chẳng còn mấy ai nghi ngờ về xu thế biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ hơn, vậy thì các xã hội cũng sẽ phải ý thức được rằng giờ đây mất an ninh lương thực, sự đứt gãy trong chuỗi sản xuất nông nghiệp hay hạn hán sẽ trở thành mối đe dọa không thể đảo ngược. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Trung Đông.